Ngày 1 tháng 5, các cuộc đụng độ bạo lực đã diễn ra trong khuôn viên Đại học California tại Los Angeles của Mỹ giữa những người biểu tình ủng hộ Palestine và một nhóm những người phản đối những người biểu tình này. Căng thẳng gia tăng khi một nhóm người tìm cách phá bỏ khu trại do những người biểu tình ủng hộ Palestine dựng lên trong khuôn viên trường. Đã có xô xát xảy ra giữa hai nhóm người và kéo dài vài tiếng đồng hồ trước khi cảnh sát can thiệp. Làn sóng biểu tình ủng hộ người Palestine và kêu gọi chấm dứt cuộc chiến của Israel ở dải Gaza đang diễn ra tại nhiều trường đại học ở Mỹ. Cũng trong ngày 1 tháng 5, cảnh sát New York đã bắt giữ hàng chục người biểu tình ủng hộ Palestine trong khuôn viên Đại học Columbia ở New York. Nhà Trắng đã lên án các hình thức biểu tình không ôn hòa của sinh viên, gọi hành vi chiếm các tòa nhà trong khuôn viên trường là cách tiếp cận sai lầm. Cùng ngày 1 tháng 5, sinh viên nhiều trường đại học tại Anh bắt đầu tổ chức biểu tình nhằm thể hiện tình đoàn kết với người Palestine, đồng thời gây áp lực, kêu gọi các trường đại học ngừng hoạt động hợp tác liên quan đến quân sự với quân đội Israel. Làn sóng biểu tình của các sinh viên đang diễn ra tại ít nhất 6 trường đại học tại các thành phố lớn của Anh, trong khi sinh viên tại một số trường đại học khác cũng đang có kế hoạch cho các hoạt động tương tự.